cái đời cùng tu gấp, bây giờ tu gấp nha, tu cho mau chứ không phải mà chậm trễ nha. Đời cùng tu gấp kịp kỳ, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Trên năm non đó, dòng phụng tốt tươi miền bể núi, và sao quá quý cái nước Việt Nam báo quý vô cùng. Nghĩa là trên thì nghĩa là năm non đó, thì nghĩa là đền vàng lộ vẻ của nước Việt Nam mà. Dạ, mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các đồng đạo gần xa kính mến nè. Thì lời nói đầu tiên, con Duyên Cầm DC xin kính chúc quý vị một ngày mới thật là thường tâm an lạc, gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Dạ thì kính thưa quý vị, hôm nay con được sự nhờ vả của hai vị Mạnh Thường Quân, thì con cũng đã đến nhà của bác Hai và gieo duyên với bác Hai ạ. Dạ thì kính thưa quý vị, thì hôm nay con đến thăm lại bác Hai và nhờ bác Hai chia sẻ Phật pháp với quý vị. Dạ, kính mời quý vị. Dạ thì hôm nay con Duyên Cầm đến đây và đây là nhà của bác Hai nha quý vị. Thì bác Hai ở với người gái Úc ha. Dạ, ở với chị Úc. Hiện tại thì nhà cũng không thấy ai nên con cũng xin quay lại. Đây là nơi ở của bác Hai. Dạ. Chỗ thờ cúng của bác Hai đây quý vị. Giờ này thì chắc bác Hai là đi qua bên quán võng bên kia để nằm cho nghỉ cho nó khỏe. Vậy thì kính mời quý vị đi cùng hướng mắt về màn hình nhỏ ha, để qua gặp bác Hai nha quý vị. Lại bác Hai ơi, bác Hai đang nằm võng quý vị ơi. Khỏe bác Hai? Khỏe hả? Khỏe á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì hôm nay hữu duyên con cũng trở lại để mà thăm bác Hai. Thì con cũng trước tiên thì kính chúc quý vị khán giả xem video có nhiều may mắn, vạn sự bình an để mà mình làm ăn thì phát tài phát lộc ạ. Dạ thì trước tiên khi nhờ bác Hai chia sẻ Phật pháp thì con cũng có một số thỉnh tài để của hai quý vị. Dạ đó là một chị Hoa ở Long An gửi cho bác Hai là ủng hộ pháp và 300.000, còn chị Giàu cũng ở Long An là 1.000.000 để cho bác Hai có tiền để mà mình sinh sống hàng ngày để ủng hộ pháp. Thì hai chị đó cũng rất là mến mộ bác Hai nên hôm bữa Duyên Cầm có đi núi và cũng đã gặp được chị ấy và cũng có nói là nhà bác Hai gần của Duyên Cầm nên hai chị ấy cũng nhờ con gửi đến bác Hai là 1.300.000 của hai chị để mà ủng hộ pháp, mong rằng là có thể ủng hộ bác Hai với tinh thần vì đạo pháp ạ. Dạ thì con cũng xin kính gửi bác Hai ạ. Dạ thì trước khi bác Hai chia sẻ Phật pháp thì em cũng xin cảm ơn hai chị rất là nhiều. Chị Hoa và chị Giàu đã có một tấm lòng rất là tốt để mà ủng hộ pháp và gửi đến bác Hai. Thì Dương cũng không biết nói chi hơn, thì chúc cho hai chị là mang được phát đạt và được dồi dào sức khỏe để sau này mình có đi làm thêm gì đó để mà màn ăn thì được thuận lợi hơn và có thể giúp đỡ cho bà con của mình nhiều hơn nữa. Dạ cảm ơn hai chị. Dạ thì mời bác Hai có thể Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 9 tháng 2, tôi cảm ơn hai cô qua với cô gì? Cô Giàu. Cô Giàu, hai cô đều có cái lòng từ bi phát ái để giúp tôi. Chứ sự thật, đây là tôi lên đĩa, lên mạng, đây là tôi chỉ tôi nói về Phật pháp để cho mấy cô tu sau này
được trở về gặp thầy tổ, chứ ngoài ra cái tiền bạc này là tôi không có tính đến, không có quan tâm tới. Mà nhưng mà mấy cô gửi thì tôi thọ ơn cái này, nó nặng lắm. Từ đây sắp tới mấy cô đừng có gửi nữa, mà gửi những cái lời tôi nhắn nhủ mấy cô đó, ráng tu sao cho trở về sau này gặp thầy tổ và hội được hội Long Hoa. Long Hoa trọn kẻ tu mi, người hiền đức mới được phò chân Chúa. Là vì tôi cầu chúc cho hai cô thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung tới ngày thầy tổ về có mặt. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô. Cầu chúc cho mấy cô được nữa là tu hành tinh tấn tới ngày có mặt hội Long Hoa. Dạ, thì sau khi mình cũng chúc cho chị Giàu và chị Hoa như vậy, thì bác hai cũng có chia sẻ gì Phật pháp để cho bà con mình và quý khán giả mình sắp tới đây để tu, để mà cho kịp lúc không bác hai? Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đó được cái hạnh ngộ mà hai cô ở Long An để mà muốn là tìm cái chân lý, cái giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, là đây là cái kho tàng pháp bảo mà khi Đức Thầy vắng mặt rồi đó thì để lại cái kho tàng pháp bảo này rất là quý báu. Nhưng mà mấy cô ráng lo cái tu hành của mình đó, ráng lo làm các điều thiện mà Đức Thầy có dạy đó, phước đức nhiều tiên cảnh lên đài. Mấy cô tạo được cái phước này, mấy cô về tiên rồi, thì mấy cô bây giờ tôi nhắc nhở luôn cái nữa là mấy cô ráng lo tu. Cái thời kỳ này nó gấp rút lắm rồi, hạ ơn nay đã hết đời rồi, cái đời này nó sắp hết rồi, không biết ngày giờ nào nó. Cái việc thiên cơ đó mình không có hiểu được, mình nhưng mà ông nói rõ ràng, ông nói cái hạ ơn này nó sắp hết, thì bây giờ đó mấy cô ráng lo tu, ráng lo làm hiền làm lành, mà không có gì bằng cái niệm Phật sáu chữ Di Đà, lục tự Di Đà để vào tâm đó, là mấy cô được nó là thác nó dám tu dám làm hiền lành. Chứ Đức Quỳnh Giáo Chủ nó cái hạo ơn này là sắp hết rồi, cái đời này đó thay đời đổi cách. Cho nên nó mấy cô thấy Đức Phật có nói đó, nói ra thì cái lời Phật nói đó là thay đời đổi cách mà bất tùng thánh tiên. Cho nên mấy cô mà được nó là nắm được cái chân truyền giáo lý của thầy và lo tu hiền đi núi non là quý báu vô cùng. Nhưng mà mấy cô nên nhớ rằng nè, cái đời hảo ơn này đó, nói thẳng là cho nên đó, Đức Thầy có nói hảo ơn nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổ dời gia can. Nó cái hảo ơn này nó lớp thì bão tố, lớp thì sụp đất, lớp thì bệnh, nó đủ chuyện hết trơn. Cho nên á, mình tu làm sao mà tránh được những cái bệnh hoạn đau ốm. Là mà thầy có nói niệm Phật thì tật nọ tiêu tan, từ bi hỷ xã Phật quan quét là tiếp nha. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi được vinh hạnh và là đồng đạo Dương đây đã là đem cái máy vô đây để quay lên là cho là nói về cái đạo pháp, thì tôi rất hân hoan và hân hạnh. Cho nên tôi nói lên những cái câu này nè, trong đồng đạo mình nhớ cái đời cùng tu gấp. Bây giờ tu gấp nha, tu cho mau chứ không phải mà chậm trễ nha. Đời cùng tu gấp kịp kỳ, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Trên năm non đó, dòng phụng tốt tươi miền bể núi, mà sao báo quý cái nước Việt Nam báo quý vô cùng. Nghĩa là trên thì nghĩa là năm non đó thì nghĩa là đền vàng lộ vẻ của nước Việt Nam, mà các vị Phật thánh tiên trời Phật cho, nghĩa là nước Việt Nam ta bây giờ bà con mình chị em tráng lo tu hiền, nam nữ thì ráng lo tu hiền mà để sau này trở về là hưởng cái ngôi báo của ngã là Phật ban cho mình. Bởi thầy có nói cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh trọn người chung lẫn hiếu. Chung là gì? Chung vì đạo pháp, nó sống sanh ra phận cho ngoài, một đời một đạo đến ngày chung thân, chứ không phải bữa nay nghe ông này linh thính quá rồi nhảy qua bên kia là như vậy là
Đức Phật thầy Tây An có nói đó, lầm tà đạo nhân hư bất dụng là không có xài nha. Bây giờ mình tôn giáo mình ráng giữ nha bà con, ráng theo theo nghĩa là cho đến cùng đó. Con ngựa thầy có nói ngựa chạy đường dài mới bước biết ngựa hay đó. Mình giàu gặp gian lao khổ sở gì, bởi vì ông nói chí thành tâm. Cái chí là gì? Chí sáng. Thành là gì? Cái tâm thành. Nó chí thành tâm tu lén tu thành, lúc đó nó khổ sở vô cùng. Cái đạo Phật giáo Hòa Hảo này mới ra đời đó, khổ sở vô cùng mà người ta vẫn tu được, ta không ta tu thầm tu lén. Còn bây giờ nữa là được, nghĩa là được tự do rồi, thì bây giờ mình ráng theo thầy mới còn sống sót. Mà cái hội Long Hoa này lập tại trần gian này, nó Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiền đức mới được hồi chân Chúa. Cho nên á, bà con mình ráng lo tu hiền làm lành lánh dữ để sau gặp Phật, gặp trời, nó gặp các vị Phật thánh tiên tại xuống thế hết. Nó nếu mà trong đồng đạo mà ráng tu đi để gặp sau này gặp thầy tổ mình, mà thầy tổ mình sao trở lại đó. Trên đài cao gọi các linh hồn cho người lành giả ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật pháp. Dầu mình có mất bỏ cái xác này nhưng mà cái hồn không mất, tuy xác mất hồn thiên không mất. Còn bây giờ nếu tu sao còn xác còn hồn mới ngoan đó. Bây giờ bà con còn tuổi còn nhỏ đó, bà cho con dám tu đi. Chứ sự thật đời này nó không lâu nữa, mà tôi không biết cái ngày giờ nào. Ông nói từ tí chí hợi biết mai, biết đâu mai chiều, không lâu. Mà nhưng bà con dám tu đó, tu gấp nha, chứ mà tu mà trễ là không gặp thầy tổ đâu. Bây giờ bà con dám lo tu thì tu khuyến khích là có sự tu đó. Còn cha còn mẹ để phải báo đền mẹ cha là nghĩa trọng ân, phải lo báo đáp lúc thân tuổi già. Khi cha mẹ qua đời đời đó, ráng cầu siêu cho linh hồn được siêu thoát, nó không sát sanh hại vật gì hết cha. Do lo tương dưa, bởi vì thầy có nói á, quải đơ cũng cúng tế lệ xưa nay. Cái lệ này là Đức Quỳnh giáo chủ không có bỏ tiêu cúng sát vật châu heo đứa mị bài, kẻ chết cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Báo cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng hồn linh siêu thoát nhẹ cao ba. Nếu mình làm được mấy cái chữ này thôi là mình sống được đó. Trước nữa là chung với đạo pháp thầy tổ, sau nữa là hiếu thuận với cha mẹ là sống. Chứ khỏi cần đi chùa đi chiền á này kia gì chứ. Trong chùa là tới chỗ đó là chỗ Phật, nhưng mà cái đó là Phật cốt chứ không phải mà ông Phật. Ông Phật tại tâm với bà con đó, mấy bà con tìm kiếm trong tâm đó. Cho nên Đức Quỳnh giáo chủ có dạy rõ ràng, Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Trong tâm mình đó, nếu tâm tức Phật, lòng thành có Phật nó. Cho nên hiện bây giờ đó, bà con ráng lo tu hiền, ráng làm lành lánh dữ. Còn cha còn mẹ ráng thờ, còn tu cầu cầu như thế nào? Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận mà cháu con thảo hiền. Chứ không phải mình tu mà mình nóng nảy phun sùng là chửi vợ mắng con là chửi chồng này kia, cái tu không được. Đó là tu không được. Tu sao phải chữ hiền. Cho nên Đức Phật thì ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, cái việc gì đó cũng phải nhẫn, phải nhịn đó mà mình mới người tu. Còn tu mà sân si thì tu không được. Bởi vì cái nó chớ nóng nảy sân si hư diệt. Không có tu đã tập cái tánh hiền, tánh lành, lo niệm Phật, làm lành lánh dữ, đó là cái người tu. Có bao nhiêu đó mà mình làm không được sao? Chứ phải chi mà kêu mình đi làm cái này kia cực khổ hay là chẳng nhọc nhằn gì. Bây giờ bà con tôi nhắc nhở đây là vì cái thời kỳ này nó gấp và bà con ráng chở chân. Mà chở chân là chở chân tránh chứ không phải chân cái giò nha. Ông nói chở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, cái người hiền mới được vào hội Long Hoa. Mà Long Hoa này đó là Phật thánh tiên lập mà tại trần gian. Cho nên hiện bây giờ bà con ơi, bây giờ nói giảng kinh thì nói đời đời kiếp kiếp không có hết. Mà nhưng mà tôi khuyên khích bà con trước nữa là tu ráng niệm Phật nó.
cái niệm Phật là Phật A Di Đà, đó là cái danh hiệu của ngài là vua các pháp. Rồi mình làm lành lánh dữ, giúp thế độ đời, đó là mình tu cao. Đó là đây là Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là mình tu hạng tư cư sĩ tại gia là tu bậc thượng thừa. Nếu bà con thấy cái bậc thượng thừa bà con không tu, tại sao tu tại nhà mà bậc thượng thừa? Bây giờ chẳng hạn ai bệnh hoạn đau ốm hay là chẳng hạn cái gì bà con giúp được, tiền bạc bà con cho hay là ta có xe bà con chở đi. Còn chẳng hạn như đây là nói qua cái cũng như các nhà sư thua mình. Thua là gì? Ổng ở ngồi đó, ổng hưởng bát vàng không, ổng có giúp được như bà con không? Đây là thầy có nói rõ ràng, bà con tu cư sĩ tại gia tại nhà thì ngã bậc thượng thừa. Cũng như Đức Phật Tổ xưa kia vậy, ngài đã đắc đạo rồi đó, ngài quá độ bên nước Ấn Độ 350 triệu dân bên nước Ấn Độ, ngài chỉ nói pháp không đó, ngài đi cho. Thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ở đây cũng vậy, mình á, Đức Quỳnh Giáo Chủ có chùa đâu, đâu có chùa, đâu có chuyện gì đâu bà con, chỉ là 107 lần đi thuyết pháp để dạy cho người tu hiền. Đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ là nói theo Đức Phật Thích Ca Từ Phụ trước kia. Thì bây giờ ổng dạy mình là hạng tu cư sĩ tại gia, trước nhất là phải thờ cha kính mẹ đó, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu đó. Còn cái chữ hiếu mà thiên kinh vạn điển, 1000 cuốn kinh, 1000 cuốn quyển là chữ hiếu đứng đầu, hiếu nghĩa duy tiên. Mà nếu bất trung bất hiếu thì thay ra đồng. Nó tu khuyến khích bà con như vậy và niệm Phật thì tất nhiên đó, bà con sống tới đời thượng quân thánh đức. Nó không, ngoài ra tôi nói, tôi nhắc nhở những cái lời già ngọc của thầy, nếu bà con làm như vậy đó thì tất nhiên là gặp thầy. Còn nếu mà mình giàu mà nói cơ, còn cái vấn đề cái giáo lý của thầy tôi nói cơ dữ lắm, nói cơ bên tứ thánh cũng vậy, nhưng mình không có bàn cái chữ thiên á là trời, cái cơ là cái máy của trời. Tại sao mình tìm cái chết không, nói cái cơ là cái chết, cái khổ không của chúng sanh không? Còn bây giờ mình ráng mình lo tu đi thì mình cái cơ đó mình cũng nắm được, cũng thấy được mà không có bàn. Nếu bàn chúng á thì cũng có lỗi, bàn chẳng cũng tội. Bây giờ tôi khuyến khích bà con xa gần lớn nhỏ gì lo niệm Phật. Còn nếu mình ráng giữ cái tôn giáo mình, đừng nghe lời ông này, gặp ông này ông kia linh thính mà theo đó là không còn một mạng nữa. Dông sư phản đạo một lần này tiêu là không còn nha. Nó đây là giáo lý của thầy là tuyệt vời lắm. Từ chịu lệnh ở Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Tổ, Đức Ngọc Hoàng, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Vương năm sắc lệnh xuống đây dạy mình. Nó bây giờ bà con mà ráng lo tu là sống, mà nếu không tu là không còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.